Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ tổng hợp báo giá cho các bác tham khảo. Loa từ neo bát 25, bát 30 và bát 40. Đây là ba mẫu từ neo, dòng neo khối các bác nhé. Bên em đang cung cấp xỉ lẻ ba mẫu này cho các bác. Ba mẫu này là ba mẫu bán rất là chạy các bác nhá, mà chất lượng cam kết hay luôn cho các bác, mà đánh rất là bền luôn. Các bác nào mà đi sự kiện, đi show hoặc là chơi karaoke gia đình mà cần loa từ neo thì mua cái dòng này, là cái dòng trong tầm tiền cho các bác chơi. Giá tiền vừa phải các bác nhá. Bác nào làm sự kiện thì đầu tư cái này thì nhanh thu hồi vốn. Đấy, đây là bát 25 từ leo này. Con này gân vải tẩm dầu 3 gân. Màng cả mũ là màng đen, toàn bộ màng phủ keo bóng chống nước. Như cái bát riêng bát 25 leo bên em nhé. Ở trên thị trường thì cái bát 25 leo nó chỉ làm côn 65 thôi. Nhưng bên em nhập hẳn loại côn 76 nhện màu vàng. Toàn bộ linh kiện hàng Trung Quốc hết các bác nhé. Các bác nhìn này. Xưng nhôm, xưng BNC. 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt ở mặt bích neo và toàn bộ là từ neo, là khối neo, là neo khối. Bọc sơn tính điện hết. Với bát 25 neo khối này thì em đang bán là 2 triệu 550 nghìn một đôi. Chuyển qua đây là em có bát mẫu bát 30 neo. Bát 30 neo của nó là gân vải tẩm dầu 2 gân. Cũng là màng chống nước. Côn 76. 30 thì đường kính nó to hơn. Cũng là 8 cái lỗ tản nhiệt 2, 4, 6, 8. Xương ấy cũng là xương BNC, xương nhôm luôn. Bát 30 này thì cái giá bát 30 đang là 2 triệu 850 nghìn một đôi. Đấy, có 25, 30 rồi thì đương nhiên là bên em sẽ có cả 40 cho các bác luôn. 40 các bác chơi sân khấu nhá, chơi gia đình cũng được. Dòng 40 của nó cũng là màng chống nước này, sờ tay vào dính dính này. Gân vải tầm dầu 2 gân, 40 neo khối này. Cũng là 8 cái lỗ tản nhiệt, xương BNC luôn. Đây. Dòng 40 neo khối này côn 76 các bác nhá. 40 thì màng nó sâu. Nhện vàng. Với bát 40 neo khối này em đang bán là 3 triệu rưỡi một đôi. Đây là ba dòng mẫu neo khối bên em đang làm. Riêng các bác thợ nào lấy xỉ em cam kết giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Xỉ số lượng cho các bác, giá rẻ nhất các sàn thương mại điện tử. Hãy liên hệ về bên cửa hàng nhà em để mua hàng. Theo hai số điện thoại 5815 và 72, các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo nhé. Nhà em thì ship code toàn quốc. Nếu mà điện cho em bận em không nghe được thì cứ nhắn tin, kết bạn nhắn tin qua Zalo. Riêng ở tin nhắn Zalo, tin nhắn nào bên em cũng trả lời hết các bác nhé. Thôi nhé, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.